xe kia chỗ sân bóng mọi người ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì ta đóng xe này gần xong rồi mọi người ạ. Thì ta quay sơ cho mọi người cùng xem luôn đây. Đây là cái thùng dài 28 mọi người ạ. Thắng hơi lốc kề nha mọi người. Đây, hai cái lốc kề. Ta vừa về mấy cái phô tùng đó mọi người. Với hộp số máy với lại là rất là nhiều đồ nữa nha. Đây, nếu mà anh chị nào có nhu cầu đóng xe hoặc là sửa xe hoặc là đóng cầu đẩy nha, hãy liên hệ cho ta nha. Đồ ta mới về này. Máy thì hôm bữa thì ta về ba cái đầu máy mọi người ạ. Còn là máy chàng trai. Đây. Máy chàng trai 32. Nếu mà khách có yêu cầu chàng trai 32 hoặc 36 gì hãy liên hệ nha. Với lại để số điện thoại đang chị chủ xe nha mọi người. Đây, xe thì mới hoàn thành mọi người. Hồi sáng ra quay cho mọi người xem là để test thử thôi. Còn bây giờ là sơn các kiểu là đầy đủ rồi mọi người nha. Đấy, đèn này, ta làm hai cái đèn sau nha. Với lại đèn stop với lại đèn xi nhan đàng hoàng luôn. Đấy, mái che đàng hoàng mọi người ạ. Chủ xe thì đang tham khảo nha, để biết đường sử dụng mọi người. Để đang hướng dẫn cho chủ xe sử dụng nha. Cầu thì ta làm cầu 2,5 tấn mọi người ạ. Đây, thắng hơi lốc kê mọi người. Đó, cầu thì rất là đẹp nha. Đợt này ta lấy cầu thì bao đẹp cho anh em luôn. Chủ xe sơ sơ rồi. Rồi tí nữa thì chiều chủ xe sẽ nhận xe nhé mọi người. Đây cây bụng này. Đầu càng đàng hoàng mọi người ạ. Vô lăng thì ra bọc cho chủ xe mọi người. Đây cái vô lăng thì ra bọc rất là đẹp đấy nha. Đấy của ô tô mọi người. Nhưng mà ra bọc chỗ đây cho nó đi cầm lái cho nó sướng tay nhé mọi người nha. Gương hậu là đầy đủ. Giá xe thì rất là rẻ nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu đóng xe thì hãy liên hệ cho tí số điện điện thoại ta sẽ để cái phần nhá, phần dưới nha. Hiện tại bây giờ ta đóng xe cho khách thì đang sale giá nha. Giá hiện tại thì cũng rẻ mọi người ạ. Từ khi là lên tầm 1 tháng này giá thì nó hơi cao một tí nha. Anh em nào có đóng xe thì cứ nhanh tay nha. Đây bóp kia mọi người. Bóp kia ta lắp cho khách bao nhẹ luôn nha. Đấy. Đây công tắc nghĩ đèn này mọi người nào. Xe nhan không khác gì ô tô. Đèn sườn, đèn đầy đủ, đèn trần luôn mọi người. Đấy nhưng mà ban ngày nha, không có thấy được nha. Tối thì xe này là bao đẹp cho anh em luôn.